Ok, hôm nay là tháng 6 ngày 15 2024 uh, Phái đoàn 3 TV Love Life Learning Foundation uh, Đang quay phim cho bộ phim dài documentary của The Book of Death Requiem of uh, Đang ở chỗ uh, của anh Tân Bảo Cang, rất là cảm ơn anh Cang rất là nhiều uh, Cho tụi em cái location để shooting uh, Đây là một phòng thờ ở trong cái văn phòng của uh, anh Cang, cái building của anh Cang đây uh, Hôm nay là có chị Pam Pham, là Queen uh, ở bên Las Vegas, chị uh, rất là dễ thương và làm từ thiện rất là nhiều. Hôm nay chị đến để uh, cũng là một cái cơ duyên để uh, có mặt ở trong đoàn phim hôm nay và chị đang cầu nguyện cho đoàn phim và cho anh Rico uh, được uh, hồi phục trở lại cho những người bạn bè khác.